Đại tướng Phan Văn Giang, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1960, tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông bắt đầu cuộc đời binh nghiệp vào tháng 8 năm 1978, khi nhập ngũ, ông là chiến sĩ thông tin, thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 677, sư đoàn 346. Tháng 2 năm 1979, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, ông chiến đấu ở điểm cao 893, bản Phát, thuộc xã Cao Trương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, sau đó ông được cấp trên cho điôn văn hóa để thi vào trường sĩ quan tăng, thiết giáp. Ra trường, với quân hàm trung úy, ông được điều động về công tác tại Sư đoàn 312, quân đoàn 1 và phát triển đến chức tư lệnh quân đoàn vào năm 2010. Tháng 3 năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức phụ tư lệnh quân khu 1 năm 2016, ông giữ chức tổng tham mưu trưởng, quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng và giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.